Thưa quý vị, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, ngành giáo dục cũng đang đau đầu với phương án cho học sinh đi học trở lại như thế nào, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ ra sao, mặc dù đã trình các phương án kế hoạch thi tới Chính phủ để xin ý kiến. Còn về phía các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, thì các bạn học sinh cũng tỏ ra không khỏi lo lắng nếu như không có kỳ thi này. Và nhiều học sinh cũng như giáo viên cho rằng nếu như bỏ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì thí sinh sẽ là những người thiệt thòi nhất. Theo dõi những thông tin trên các phương tiện truyền thông về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020, nhiều học sinh lớp 12 cho biết các em ủng hộ tiếp tục giữ nguyên kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Đồng thời, các em cũng mong muốn Bộ Giáo dục sớm chốt phương án để các em sớm yên tâm học tập, ôn luyện. Khi hủy bỏ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, đồng nghĩa với việc các trường đại học sẽ tổ chức thi riêng. Em nghĩ việc này càng trở nên khó khăn và bất lợi đối với các bạn học sinh khối 12 bây giờ. Ví dụ như là phải di chuyển một quãng đường xa để đến nơi tổ chức thi, hay là việc các trường đại học tổ chức thi riêng sẽ có những yêu cầu rất khác so với kỳ thi chung của bộ. Em mong muốn rằng cho dù có thi Trung học phổ thông quốc gia giữ nguyên vẫn triển khai như những năm trước, hay là các trường đại học tổ chức kỳ thi riêng, thì cũng đều bám sát vào cái chương trình tinh giản mà bộ đã công bố, bám sát vào đề thi minh họa, vào tình hình và diễn biến dịch bệnh, mà vẫn đảm bảo được chất lượng, vẫn đảm bảo được độ phân loại cao để đánh giá năng lực học sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu học sinh đi học trước ngày 15 tháng 6 thì vẫn tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia vào thời gian từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8. Hiện nay, số lượng học sinh có nhu cầu thi đại học rất lớn. Nếu không tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia, các em sẽ phải đến các thành phố lớn để dự thi tại các trường đại học. Như vậy, áp lực và căng thẳng, tốn kém. Cùng với đó, việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia cũng đảm bảo sự công bằng cho các em học sinh khi xét tuyển đại học, cao đẳng. Có nhiều trường sẽ có những cái phương thức tuyển sinh riêng để phù hợp với cái ngành nghề của trường đào tạo, không giống như kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, như là thay đổi về tổ hợp các cái môn thi, khối thi, rồi cách thức ra đề thi có thể cũng sẽ khác. Thì điều này chắc chắn là dẫn tới việc là ôn tập của các cái học sinh sẽ bị xáo trộn rất là nhiều, vì phải là thích ứng thay đổi theo cái yêu cầu của từng trường. Trong khi thời gian cho các bạn ôn tập thì bây giờ không còn nhiều nữa rồi. Mà điều này thì cũng gây ra rất nhiều bất lợi cho những cái học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn, những cái học sinh mà ở vùng sâu, vùng xa. Cơ hội để các bạn học sinh này bước tới các trường đại học thì lại còn xa hơn. Lý do thứ nhất là chúng ta thấy nó khó đảm bảo công bằng trong các vùng miền khác nhau và với các em chọn những cái tổ hợp môn thi khác nhau. Cái lý do thứ hai, lý do rất là quan trọng, đấy là các trường đại học sẽ rất khó trong cái việc tuyển sinh năm 2020. Vì chúng ta biết là từ trước thì với khoảng hơn 90% các trường đại học đều sử dụng kết quả thi chung của Bộ Giáo dục. Cái khó khăn thứ ba, đây là lần đầu tiên thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái trở ngại và vướng mắc. Nếu như mà chúng ta tổ chức xét hoặc là giao thi tốt nghiệp cho các địa phương thì cái vấn đề tuyển sinh đại học là sẽ rất là khó khăn. Nhất là những em vùng sâu vùng xa sẽ không có điều kiện để mà về các cái trường đại học ở những cái trung tâm lớn để mà tham gia cái kỳ thi đại học vào các cái trường đại học thuộc cấp trên. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, năm nay học sinh chịu nhiều thiệt thòi vì việc học bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Vì vậy, việc giữ ổn định kỳ thi cho các em là thuận lợi để yên tâm học tập, ôn luyện, nhất là khi Bộ Giáo dục đã công bố chương trình tinh giản và đề thi minh họa. Thưa quý vị, không chờ quyết định cuối cùng của Bộ Giáo dục Đào tạo về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, một số trường đại học đã chủ động lên phương án tuyển sinh linh hoạt như tổ chức kỳ thi riêng, tham gia thi chung, tăng các hình thức xét tuyển. Và trong đó thì có thể kể tới phương án xét tuyển bằng học bạ, vốn đã được rất nhiều trường sử dụng trong những năm trở lại đây, khiến cho cánh cửa vào đại học của các thí sinh được rộng mở hơn. Tuy nhiên, từ đây thì câu chuyện về vấn đề đảm bảo chất lượng đầu vào lại được đặt ra. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tuyển sinh theo các phương thức. Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT và thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên. Tuy nhiên, nếu kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia không thể tổ chức được theo kế hoạch, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ triển khai kỳ thi tuyển sinh riêng. Kỳ thi này được tổ chức theo hình thức đánh giá năng lực rút gọn, gồm hợp phần thi môn toán và hợp phần ngữ văn hoặc bài luận ngoại ngữ.
Thông tin về kỳ thi riêng thì trong thời gian tới, tháng 6 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có công bố chi tiết trong trường hợp dịch Covid kéo dài mà kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia không được tổ chức theo kế hoạch. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng thông báo sẽ tổ chức một kỳ thi riêng để xét tuyển, dự kiến trong khoảng thời gian từ 20 đến 26 tháng 7. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng sẽ tổ chức một kỳ thi riêng để tuyển sinh nếu kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia không tổ chức. Thế nhưng mà về mặt hình thức, nội dung cũng như là tính chất thì cũng tương tự như là như là các em đã ôn thi. Nó cái khác tức là các cái môn thi, hình thức thi và nội dung thi thì cũng tương tự như là cái đề thi của Trung học phổ thông quốc gia mà đã được Bộ công bố tham khảo. Giống nhiều năm trước, phương án tuyển sinh bằng học bạ vẫn được nhiều trường đại học sử dụng. Trường Đại học Lâm nghiệp dự kiến tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông, song năm nay chỉ sử dụng kết quả của 5 kỳ học. Nếu kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia không được tổ chức, trường sẽ bổ sung phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của các trường, nhóm trường có tổ chức kỳ thi riêng. Kỳ thi này không diễn ra mà Bộ phân quyền cho các trường có thể tự xét tuyển thì chúng tôi cũng dự kiến có thể nghiên cứu tổ chức một kỳ thi riêng. Tuy nhiên nếu mà tổ chức cái này thì sẽ gây tốn kém cho lãng phí cho xã hội và cũng vất vả cho các trường. Và chúng tôi mong muốn là có thể tổ chức theo nhóm trường hoặc là có thể trở về hình thức là thi ba chung như trước đây. Và nhà trường có thể sử dụng cái kết quả kỳ ba chung này hoặc là có một số nhóm trường để xét tuyển vào trường Đại học Lâm nghiệp. Tuy nhiên cho dù tuyển sinh bằng hình thức nào, khó khăn ra sao thì các trường đại học vẫn cần phải đảm bảo và đặt chất lượng tuyển sinh lên hàng đầu. Chúng ta phải hiểu đúng và hiểu đầy đủ về cái khái niệm về tự tuyển sinh, và tôi tin rằng và tôi thấy được là Bộ Giáo dục Đào tạo đã có cái phương án đấy, trong những năm vừa rồi thì đấy là lấy kỳ thi trung học phổ thông, nhưng về lâu dài thì sẽ có cái trung tâm khảo thí ở các địa phương đấy, để tổ chức tuyển sinh nhiều và nhiều lần trong năm, và các em học sinh trung học phổ thông thì có thể đến đấy thi và có kết quả bài thi đánh giá năng lực như vậy, và các trường đại học thì căn cứ đó tuyển sinh. Chất lượng đào tạo đại học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chất lượng đầu vào là một tham số quan trọng đầu tiên. Vì vậy, dù tuyển chọn thí sinh theo phương án nào, thì các trường đại học cần phải đặt tiêu chí chất lượng là quan trọng nhất.